Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là về phần cài đặt và đấu nối sản phẩm khi sử dụng thiết bị. Ở trên đây thì chúng ta sẽ mở nắp thiết bị lên thì chúng ta sẽ có nhìn thấy là một số phím chức năng ở trên này. Và nút P ở ngoài cùng là nút để cài đặt chương trình. Nút D ở đây là sẽ là cài đặt thứ. Nút H ở đây sẽ là cài đặt giờ và nút M ở đây sẽ là cài đặt phút. Và nút đồng hồ dưới này thì là sẽ để phím chức năng để cài đặt hẹn giờ, cài đặt thứ này, ngày, tháng này và giờ phút. Và nút ở bên cạnh ở đây sẽ là nút reset, như là reset lại tất cả các chương trình về không. Và nút bên ngoài cùng này thì chúng ta sẽ chỉnh về chế độ là auto, on và off. Auto ở đây nó sẽ là về chế độ hẹn giờ, cứ đến giờ thì sẽ bật và đến giờ thì sẽ tắt. On ở đây sẽ là luôn luôn cấp điện ra, off ở đây là sẽ ngắt điện đi. Thì đối với cài đặt thời gian thực, dòng này sẽ là hẹn giờ theo thời gian thực, thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút đồng hồ ở đây và chỉnh nút D là thứ. Thì chúng ta ở đây đã là thứ hai này. Hour là giờ thì chúng ta sẽ chỉnh giờ và min là phút ở đây. Và khi mà cài đặt thời gian thực tế xong thì chúng ta sẽ ấn vào nút ngoài cùng, nút P ở đây thì chúng ta sẽ cài đặt thời gian hẹn giờ. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối sản phẩm và test tính năng của sản phẩm. Trước hết thì chúng ta sẽ xem ở đây là 16 giờ 17 phút thì chúng ta sẽ setup thời gian bật là bằng cách là ấn vào nút P ở đây. Thì chúng ta sẽ để đây là 16 giờ 25 bật, 1 on là chương trình bật đầu tiên, 16 giờ 25 bật. Sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt chương trình tắt thì sẽ ấn vào nút P lần nữa. Thì chúng ta tắt ở đây thì mình sẽ để là 1 phút thôi để cho nhanh. Chúng ta sẽ ấn là 16 giờ 17 phút thì chúng ta sẽ ấn là 16 giờ 26 phút tắt. Ở đây khi mà cài đặt xong chương trình rồi thì chúng ta sẽ ấn nút đồng hồ này để thoát ra màn hình chính. Chúng ta sẽ ấn nút đây, nút ở ngoài cùng này là chỉnh về auto. Thì đến thời gian nó sẽ cấp điện ra và đến thời gian giờ tắt thì nó sẽ tắt điện, ăn điện đi. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối sản phẩm. Ở đây chúng ta sẽ có các ký hiệu là 1, 2 nó sẽ là nguồn vào. Ở dưới sẽ là tiếp điểm 3, 4, 5. Thì chúng ta sẽ ở đây sẽ đấu nối bằng cách là cấp nguồn vào cổng 1, cổng 2. Ở đây thì mình sẽ có chuẩn bị xây sẵn đây, chúng ta sẽ cấp nguồn vào cổng 1 và cổng 2. Đây chúng ta sẽ có một dây nối từ cổng 1 đến cổng 5 để cấp nguồn cho các tiếp điểm ở dưới này. Chúng ta sẽ nối thêm một dây ở ngoài là cổng 1 câu xuống cổng 5. Đầu tiếp là sẽ là từ cổng 4 ra tải. Chúng ta sẽ đấu cổng 4 ở dưới này. Và sẽ đấu cổng còn lại là cổng 2 nối chung với nguồn ra tải. Rồi chúng ta sẽ cấp nguồn vào. Sau đây cấp nguồn thì chúng ta sẽ đến 16 giờ 25 phút thì sẽ cấp điện ra và 16 giờ 26 phút thì sẽ ngắt điện đi. Ở đây mình thấy là đến 16 giờ 25 thì cấp điện ra. Ở đây trên này thì nó sẽ có báo đèn on là có điện ra và sẽ sáng tầm 1 phút là 16 giờ 26 phút như mình vừa cài đặt thì nó sẽ tắt điện đi. Và chúng ta đã thấy là 16 giờ 26 phút thì đã tắt thiết bị và đèn on ở trên này cũng báo là không có điện. Ngoài ra thì nút này có nút ngoài cùng đây thì chúng ta có thể chuyển chế độ trạng thái của thiết bị như auto. Ở đây là mình sẽ chuyển sang là on, có điện ra. Mình sẽ chuyển về off thì sẽ ngắt điện đi, và chỉnh sang về chế độ auto là sẽ về chế độ hẹn giờ. Nếu các bạn biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm thì liên hệ qua bên mình số hotline, hoặc mình sẽ để thông tin chi tiết về sản phẩm ở bên dưới.